sơn đứng trường sơn tây bên nắng đón bên mưa quay. Em sao tay em xòe tay chẳng thể nào mà xua tan đi, chẳng thể nào mà che anh đường. Bóng mát trong trời xưa ngay mây màu xanh xuân, mà em nghiêng hết nay mới về phương anh, mà em nghiêng hết ấy mới về phương anh. Mẹ hoa cúc hoa mai nở rồi, giờ đây đời con đang còn lạnh đanh, đèo cao gió lộng từng đêm bạt ngàn, áo trận sơn vai bạc màu, nhìn xuân về lòng buồn miên man. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi đi qua. Giờ đây tóc mẹ già chắc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhớ cậy vào tay ai. Chào chị Bích Diễm nha. Chào anh hả? Lâu nay khỏe không chị? Cũng bình thường em. Chị Bích Diễm ơi, chị biết ai đây không? Chị Bích Diễm. Chị đâu không thấy đâu. Chị không thấy cả nhà ơi. Đứng trước mặt. Chị với Diễm lại chỗ này ngồi trước cũng được. Đây đây gắn mặt. Ủa con bé chị năm nay lớn vậy hả? Wow. Đợi xíu dùng quá mày. Dạ dạ. Dạ. Dạ đây em gắn cái mic chút nha, để cho chị nói cho rõ hơn đây ha. Dạ đây. Mic luôn à? Gắn mic luôn. Thôi, mic làm chế. Dạ. Chị nói to mà. Chị nói to hả? mấy nay chị có đi làm ở trung tâm hội người mù ở ngoài kia không chị? Chị nghỉ hơn 2 tháng rồi. Chị nghỉ hơn 2 tháng rồi hả? Em có nghe là mẹ chị bị bệnh sao hả? Mẹ chị đang bị dạ nè, từ từ đợi xin. Đi vợ cho con mẹ. Đang nói lại dở. Dạ. Ý là mẹ mình là bị, ý là bị u phổi, nói chung là nó cũng gọi là ung thư đó. Thế là may là phát hiện ra là đi mổ nhưng mà vừa rồi về uống thuốc có là bị, nó bị tác dụng phụ của thuốc. Dạ. Sau đó là nó bị cái nó mệt với sốt với lại nóng lạnh miết. Dạ. Cái giảm bạch cầu, chị giảm mấy ngày nên là phải ra nhập viện lại, ra ung bướu nhập viện lại. Tại vì nó bị trong cái thuốc nó có tác dụng phụ là nó gây giảm bạch cầu. Yeah. Với lại tan lượng đường. Yeah. Đường của mẹ chị ngày hôm qua đến ngày hôm nay là 24 chấm. Ủa trời ơi, ghê vậy đó hả? Mẹ chị là giờ đang ở bệnh viện đang ở ung bướu. Ung bướu hả? Trời, có chị Bích Diễm có mẹ quý vị là cũng rất là nhờ, bởi vì chị bị mù khiếm thị đó cả nhà, không thấy đường luôn đó. Thì đúng rồi, nhờ mẹ chứ, không có mẹ là không đi làm gì được hết trơn. Nghỉ mấy tháng này rồi, bỏ đi bỏ đau miết là mình phải nghỉ ở nhà cơm nước dọn dẹp cho mấy đứa. Ôi chị nấu cơm được luôn à? Dạ được chứ. Ủa chị bị vậy thì không thấy đường mà sao chị nấu được hay vậy? Dạ nấu quen rồi. Dạ. Chị có nghe cái giọng anh này, có lâu nay chị có xem kênh YouTube của em không? Nghe quen quen. Có, chị có xem YouTube mà, nói chung là nếu mà để coi những cái tỷ nhớ thì sao ta? Ý là chị có khi nào chị reset được, ví dụ như chị biết tên Phúc không? Phúc, tên nghe khó quen hề. Chắc chị... Phúc gì? Chắc chị lâu nay chị cũng bận việc, chắc chị ở XM rồi. Em là Phúc Phan á. Phúc, chị... Phúc Phan này có hay vô YouTube của mình bình luận nè. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi đó.
Đúng rồi đó, chị mới nhớ ra nè, thấy chưa? Hồi xưa tại chị có kênh YouTube, em vô em bình luận. Thấy vô bình luận rồi, chia sẻ rồi, nhắn like rồi nhiều mà. Dạ. Lâu nay chị Bích Diễm có làm YouTube không chị? Không, cũng không có người rồi, với lại con ở nhà rồi bếp nút miết rồi cũng không có ra khỏi bếp luôn mà. Dạ. Cái rồi cũng không làm gì được luôn. Chị với lại cũng không có người làm nữa, nếu mà có người làm thì làm lại thì cũng được mà không có người làm. Nhưng mà giờ làm YouTube khó quá chị ha, dính bản quyền quá lại. Bản quyền nhiều. Nhưng mà nếu như mình thì ví dụ mình quen thì mình nhờ có thể mình làm, nếu mà làm được là mình nhờ mấy đứa kia con thiệp giùm. Dạ dạ. Là được. Hôm nay em cũng đi Nam Trà My về đó ha. À. Ghé thăm chị chút, với lại có món quà cho chị, bạn giàu cũng đang đi ra ngoài xe lấy à, nãy đi nói chuyện điện thoại cái quay đem vô luôn. À. Đi bộ vô hả? Dạ. Ha, nhà chị Bích Diễm ở đây có con đường họ làm rồi đó ha. Họ đang làm đường. Ừ. Chị Bích Diễm thì bất phúc. Nhìn cái nhà chị thì nó khuôn trang vậy đây, nhưng mà thật sự là nhà này hôm chị đi hát chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì được cho tặng đây, chứ còn về cái cuộc sống của chị bây giờ cũng gặp rất là nhiều khó khăn cả nhà. Diễm thắm trời. Dạ, hồi đó là đây chương trình Hát Mãi Ước Mơ nó là cái sau đó họ Mạnh Thường Quân họ biết cái hoàn cảnh đó, bắt đầu họ hỗ trợ lần lần tới đó đó. Dạ. Em nhớ như cái nhà chị hồi xưa nó bay luôn mà. Dạ. Dạ. Đó thì hồi đó ông Hải quay lên cái có Mạnh Thường Quân của Hải cũng hỗ trợ nhiều lắm chứ. Dạ. Mới làm được khăn trang đi đây. À, nó sửa lại đó. Sửa. Nói chung như làm mới luôn á chị hả? Làm mới luôn. Đập hết trơn vì bão. Bay ngoại trơn. Bão. Dạ. Ở đây là ngay hướng này cái hướng biển vào mà. Dạ, dạ đúng rồi. Biển dưới này là biển gì chị? Dạ biển Tâm Thanh. À biển Tâm Thanh. Chị là được cái chị rất là tài năng quý vị, chơi đàn mà cái đàn gì của anh chị? Đàn tranh à? Đàn tranh á. Cái đàn đó em nghe nói là khó học lắm ha. Đúng rồi. Nói chung là khó. Học lắm mà chị không thấy đường lắm mà chị học chị đàn rất là hay luôn á. Nhưng mà nói chung là mấy tháng nay cũng hơi buồn tại vì mà giờ bà bị đó rồi mình nghe cũng không có cảm xúc hả? Đúng rồi, cũng không vui. Dạ. Không vui mà cảm xúc. Ủa chị Diễm là có làm nghề bấm gì đó ta? Dạ, sao bóp bấm huyệt à? Dạ. Làm cái đó hầu có khó học không chị Diễm? Dạ, cũng nói chung là có cái lớp dành cho người mù ạ. Dạ. Thì là mình học 3 tháng. Sau đó họ cấp cho mình cái chứng chỉ là mình về, ví dụ mình về có cái, những cái hội viên của hội người mù huyện nào thì về hội huyện đó nhận. Dạ. Dạ. Còn nếu mà ví dụ như em không bị, em còn thấy được ok thì như em học là khoảng mấy tháng? Dạ tùy anh học, tùy theo khóa. Yeah. Ví dụ như anh học khóa nhiều thời gian, quá ít thời gian. Có nhiều người ví dụ họ muốn học lên bên cái cổ truyền này, họ muốn học thì họ phải học 2 năm hoặc là 6 tháng. Bấm á, đi bấm không học 2 năm ha? Dạ đi bấm không thì khoảng 6 tháng thôi. À 6 tháng là hết bài chưa? Dạ hết rồi. À là hết bài luôn đó. Dạ. Là bấm cái dạng nó có bao nhiêu huyệt ta? Dạ nếu bình thường là nó, trong người mình nó có rất là nhiều huyệt. Nhưng mà trong cái y học như bọn em học là nó chỉ dạy những cái huyệt cơ bản thôi. Dạ. Chứ không có dạy hết. Dạ. Đấy là huyệt khoảng như cơ bản là khoảng mấy huyệt? Nhưng mà em học đến 100 mấy cái đó. Ôi dùi 100 mấy cái mà mỗi lần bấm hết cái đó không chị? Dạ thì tùy theo ví dụ như động tác đầu thì mình làm, ví dụ như tới cái đầu thì mình bấm bao nhiêu huyệt, tới cái tay cái chân mình bấm mỗi cái bao nhiêu huyệt đó thôi. Rồi tới lưng bấm mà chị làm đấm bốt massage mà chị làm ví dụ như bấm 100 mấy chục cái huyệt là xỉu luôn á. Dạ nhưng mà bấm huyệt thì cũng nhanh, mình bấm khoảng tầm hơn 30 giây là mình thả ra rồi. À dạ. Dạ nhanh, tại vì mình bấm để mình giữ cho họ có cái độ âm á. Dạ. Cho nó mới âm cơ được. Dạ. Như ví dụ như giờ có người kêu chị đi show là một show vậy là chị hát bao nhiêu bài hay sao như nào? Dạ tùy yêu cầu anh. À. Dạ. Ví dụ như có show nào họ kêu là thôi bữa này tới chơi, nếu mà khách yêu cầu thì hát tẹt tỉ là chị hát được 4-5-7 bài á. Dạ nhiều lắm chứ. Nếu hát bình thường em hát khoảng 10 mấy 20 bài chứ. À là một show của chị đi và họ yêu cầu là chị chơi hết ra luôn. Dạ. Dạ. Mà em hát không phải là đó. Không phải là một thể loại mà cũng nhiều thể loại. Những tăng cổ rồi dân ca. Ồ đàn bài ha. Hát chị đàn hay lắm. Bolero, bolero. Nhạc thính phòng. Nói chung là cái thể loại nào mình cũng biết chút chút thôi. Chứ không phải là mình cũng không phải giỏi, nhưng mà biết xíu xíu đó. Dạ em xin lỗi chị Diễm, như ví dụ như em đang ngồi trao đổi nói chuyện với chị, như ví dụ như họ đi show vậy là được bao nhiêu tiền ta? Dạ cái này thì em cũng không phải là chuyên nghiệp anh, cho nên là mình không có dám đòi hỏi, tại vì cái nó tùy theo cái lòng thương của họ cho mình thôi. Còn nếu mà như mà em nhận thì em nhận khoảng cỡ 500 nghìn với 1 triệu hoạt thôi, chứ không có nhiều. Dạ. 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 Ai đưa đo
là còn tiền xe là người ta phải chịu. Dạ, tiền xe mà là bên đó chịu. Dạ, dạ. Còn chị cũng vậy, cũng ít tiền ha. Dạ. Đúng ra là chị đi hát ngày xưa nổi tiếng ở trên cái chương trình gì đó hả? Hát Mãi Ước Mơ. Nhưng mà bây giờ mình với vợ họ sáng mát thì khóc, mà mình mù anh kìa. Ừ. Nó cũng bất tiện lắm. Trời thương đó. Chị Bích Diễm thì mấy năm trước thì cũng có nhiều cô chú anh chị biết đấy, nhưng mà lâu nay sau dịch đó thì cái kênh của chị Bích Diễm tắt tiếng coa. Dạ. Sau dịch là tắt tiếng coa. Tắt tiếng coa nè. Chị Bích Diễm em hỏi thăm là mẹ chị giờ ở đó là ai chăm mẹ chị? Em chị. Ở nhà mình thì mình cơm nước giặt giũ dọn dẹp cho mẹ, còn ra bệnh viện thì chỉ có ba em thôi. Chứ mình không có đi ra được, mình không có quản ra được. Mẹ chị đau được thời gian bao lâu rồi? Từ hồi tháng 9 tới chừng. Tháng 9 năm nay luôn hả? Năm đi đây. Là bị u phổi đó. U phổi. Mà giai đoạn mấy chị? Nói chung là phát hiện sớm. Nó có đã khá là nó cũng chưa có gọi là chưa có chân, chưa có rễ đó. Dạ dạ. Thì họ mới nói chung là mẹ mình thì không có phải xạ trị bằng cái mà đậm đạt đó. Dạ. Mẹ mình truyền cái gọi là thuốc hỗ trợ thôi. Dạ dạ. Xong là về uống cái thuốc gì đó mà cái ba viên nhỏ nhỏ thôi mà về nó biến chứng đủ thứ, phải ra bệnh viện lại. Vậy đó. Còn con gái của chị Bích Diễm thì bữa nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bé lớn thì bé lớn. Là năm học lớp 9. Ở đây chị Bích Diễm có bạn giàu đem vô giùm em rồi đây. Có gạo rồi có cá khô hả? Chà. Gạo nước mắm rồi cũng cảm ơn. Dạ. Để đây là tí nữa là chị đem vô sau. Cảm ơn nhiều. Dạ. Còn để đi bài rồi cái mặt. Đồ ăn để hạn chế để mình để dưới đất nó không dơ, nhưng mà có bạn để dưới đất nó thấy nó mắc lịch sự đó. Này có cá khô. Dạ. Lại cũng vậy thôi, cũng hạt nem, cà ló, rồi dạ. Đường, đó, nước mắm. Bây giờ món quà này thì em cũng chia sẻ bà con ở trên đồng bào đó ha. Đi về đi thăm ngang chị, thăm chị chút. Cảm ơn nha. Dạ. Chừ bây giờ mới đi à? Dạ, đâu em đi rồi. Đi rồi. Nghĩa là đây? Em đi đó rồi, giờ em về đây em ghé xuống dưới đây rồi ghé thăm vườn chút. Với lại em cũng nghe cái hoàn cảnh của chị bây giờ đó ha. Thì em cũng tới đây trích cái tiền quỹ của kênh em. Trước tiên thì em trích của cô Chi ở đó Bạc đi ha. Em trích em gửi chị 1 triệu này, chị cầm. Dạ. Cảm ơn. Dạ, rồi có cô con trích của cô Nga Lê ha, ở bên Mỹ là 1 triệu. Rồi. Dạ, rồi con trích thêm 1 triệu nữa là của chị Milly ha, chị Milly ở Đài Loan có gửi quỹ cho em để đi chia sẻ này ha. Thì Tết thì em cũng tới đây thăm chị chút ha. Rồi cũng chia sẻ. Dạ, có tiền thì để mua sắm cho con cái ha. Cũng không phải là mua sắm, nhưng mà bây giờ là để gửi cho bé em nó lo cho mẹ trước đã. Dạ, chứ dạ. Còn cái chuyện Tết nhất thì rứa thôi họ rồi. Dạ. Thì nói chung là sao cũng được. Chủ yếu là bây giờ tính mạng của mẹ là còn thôi. Là chủ yếu lo bệnh tật cho mẹ chứ đúng còn rồi. Là có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Thì ấy là bình thường thì Tết nói chung là cái ngày thường cũng như ngày Tết, mà ngày Tết cũng như ngày thường nó không có. Dạ. Nói chung là Diễm cũng xúc động, nói chung cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân đã gửi qua cái cầu nối của Hải là đáng chia sẻ giúp cho Diễm. Nói chung là cái tiền này thì Diễm sẽ gửi cho em để đưa ra cho bác sĩ để lo cho mẹ trước rồi đã. Chị Bích Diễm thì hát rất là hay cả nhà. Không biết rằng hôm nay chị Bích Diễm có gửi đến khán giả của em một bài hát nào cuối năm để tặng cho bà con không? Thì nhân dịp mùa xuân thì có gì đó thì trước thềm năm mới thì Diễm cũng gửi lời chúc quý vị đang xem cái kênh Cuộc Sống Miền Trung của Hải một cái lời chúc sang năm mới bình an, dồi dào sức khỏe. Thì thay vì cái lời chúc đó thì Diễm sẽ gửi đến bà con một đoạn, chứ còn nếu mà hát nhiều quá là nó sẽ dính bản quyền quý vị ạ. Cho nên là Diễm xin phép chỉ hát một đoạn thôi, bài hát Mùa Xuân của Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Mẹ ơi, hoa cúc hoa mai nở rồi. Giờ đây, đời con đang còn lạnh đanh. Đèo cao gió lộng từng đêm bạt ngàn. Áo trận sơn vai bạc màu,
nhìn xuân về lòng buồn miên man. Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, mà nay đã bao xuân rồi đi qua. Giờ đây tóc mẹ già chắc bạc nhiều, sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhớ cậy vào tay ai. Dạ thôi xin lỗi quý vị là chỉ một đoạn thôi à. Chứ còn nếu mà hát hết bài là dính bản quyền luôn á, hát Hậu Phát không được luôn à. Là chị Bá Diễm á quý vị, là hãy thấy rằng là chị hát cái bài nào nó không dính bản quyền của Phát Hoàng. Còn giống như bác sĩ Xe Thác á ha. Ờ, Xe Thác thì hát không hát dính. Hình như không dính bài nào luôn á. Nói chung là bác sĩ Xe Thác hát là nhạc đi nơi mà lời đi ngõ các bạn à. Còn ví dụ như cái bé Hạnh này hay là chị Bá Diễm. Bích Diễm là hát là dính à, có nghĩa là đăng lên cái kênh, nghĩa là đăng chị có gì với Diễm nè, có bài mình đăng lên là dính bản quyền gì với Diễm là không cho đăng luôn á, xuống trực tiếp luôn á, dính luôn, dính là nói chung là nó bỏ liền luôn, xuống trực tiếp luôn. Còn có những bài thì cho đăng đó, nhưng mà không mà kiếm tiền được. Còn có những bài thì nó nói là bạn bị vi phạm gì tùm lum hết trơn rồi. Đúng rồi, nó chỉ cho đăng một đoạn thôi. À, chị với Diễm thì chị hát hay, đúng nhạc đúng tông á bác Phúc. Nhưng mà chắc hồi nãy giờ hát hơi dài, chắc về hãy cắt bớt ra nha. Cô chú em bỏ bớt đi. Nói chung là bà con quý vị thông cảm, tại vì cái bản quyền nó quan trọng lắm. Nó dính bản quyền là không có cái video đó là nó không có kiếm tiền được á. Kiếm tiền không được là lúc là bị đăng lên. Không cho đăng luôn. Không cho đăng luôn. Không những không kiếm tiền. Đúng rồi, kiếm tiền là nó không nói, nhưng mà nó đều đó không có luôn. Nó phá luôn á, bỏ luôn á. Chị Bích Diễm thì có kinh nghiệm lắm bác Phúc, bởi vì hôm trước chị làm video về âm nhạc cũng không quá kinh nghiệm, nhưng mà mà sau mà lúc trước mà chị vào bên anh Khương Dừa với Coloman đó, với Điền Quân á, mà sao không có cái kênh của chị không có giống như là hỗ trợ cho chị được những cái bản nhạc có bản quyền để cho chị đâu hồi trước em có bản quyền, hồi trước em có đăng ký bản quyền ở trên cái công ty Pop Music á. Nhưng mà sau thời gian em không làm nữa, cái đó nó cắt hợp đồng. Nó có bên nó cho bên mình cái bản quyền của nhạc sĩ, với lại nó bảo vệ bản quyền cho mình luôn. Anh chia với chị 64 đó, chị làm YouTube mà chị làm 3 tháng mà mới nhận tiền lần đó mà. Đầu tư là mấy chục triệu mà nhận được có 2 triệu. Chứ đâu phải anh tưởng làm YouTube vậy Nó gọi là kênh truyền thông thôi mà. Đây nè, kênh anh thì cũng 3 tháng mà được 100 đô chứ đâu mà. Trăm đô là đó, y đó đó, 3 tháng 100 đô đó. Nói chung là làm YouTube có những người thì cũng may mắn được nhiều, chứ còn có những người đầu tư, có những người làm 4-5 năm mà không có được đồng nào luôn á. Mà em nói với chị Bích Diễm nghe nè, cái kênh của em á là cái từ chống thấm nha, chị gõ từ gọi là chống thấm tường thôi là nổi lên. Kênh em là nói về chống thấm là nó ăn đề xuất gần như là mạnh nhất ở trong cái YouTube á. Nhưng mà cái kênh em là rất chi là uy tín trên cái từ khóa đó, mà cái từ khóa đó thực ra không có người xem nhiều. Được bao nhiêu người đăng ký, được bao nhiêu em ta rồi? Có gần được 40 người, 40k chị. 37, 38 rồi. Mới ra mới làm hả? Dạ em làm cũng 2 năm rồi đó. Mình hồi nữa là hình như 1 năm mà được 45k. Ca đăng ký. Quá là cũng một năm á. Cũng ok á. Nếu mà duy trì được nữa thì kênh bên này lấy nước bạc được. Đúng rồi. Ráng xí nữa là được. Chị Bích Diễm ơi, em thấy thế này nè, bởi vì hoàn cảnh của chị thì bây giờ quý vị, mẹ của chị thì cũng bị bệnh cái bệnh phổi, nó cũng giống như là u, cái bệnh nan y đó cả nhà. Đúng rồi. Còn con chị cũng có 2 đứa con. Chị thì bị khiếm thị thì bị mù cả 2 mắt quý vị. Cũng mong là qua cái video của Hải được các cái chương trình, là các cái bầu show ha, hay là có ai có chương trình gì đó ha, tất niên hoặc là có gì đó nữa. Bữa nay thì chỉ có một là chương trình văn nghệ quần chúng gọi là mừng đảo đón xuân, rồi hai là các cái chương trình tiệc tất niên tân gia đó mà, để chị hát, để mà rồi cũng có những cái hoạt động thiện nguyện hay là gì đó ha, có chị Diễm tới để mà cùng tăng thêm cái động lực hay là những cái gì đó cho những cái hoàn cảnh bất hạnh là gì đó. Thì hãy cũng mong rằng cô chú anh chị có thể là liên hệ với lại chị Bích Lý Diễm ha. Thì số điện thoại của chị Bích Diễm là bao nhiêu, chị đọc lại cho em và cô chú anh chị nghe được không?
Thì nói chung là cũng rất là qua cái này thì Diễm cũng rất là mong mọi người có thể là tạo điều kiện cho Diễm để mà có những cái chuyến đi giao lưu để mà thứ nhất là nó gọi là nó có một cái động lực gì đó để cho Diễm cố gắng vươn lên, bởi vì bây giờ cái điều kiện của mình thì nó là khó nữa rồi, vì mẹ đã bệnh nữa rồi, cho nên là nó cũng không còn như ngày xưa. Thứ hai là để cho Diễm có một cái nguồn thu nhập nhỏ nhỏ để mà nuôi cho hai đứa nhỏ ăn học đó thôi. Cũng mong muốn là như vậy. Cái số điện thoại chị số điện thoại của mình là 0981980811. Chị đọc lại lần nữa được không? 0981980811. Dạ rồi, đó là số điện thoại của chị với Diễm ha. Mới thì chắc mới chắc bằng em cũng tới thăm chị Bích Diễm một chút ha. Và cũng mong rằng là chị sẽ có nhiều cái chương trình mới trong cái năm sắp tới ha. Có gì đó thì nói chung là cũng một lần nữa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị, quý mạnh thường quân. Nói chung là cũng qua cầu nối chỗ Hải là cũng giúp cho gia đình của Diễm để cho mẹ có thêm cái nguồn kinh phí để mà truyền thêm ha. Thuốc. Trị bệnh thêm. Thì có gì đó một lần nữa thì Diễm cũng xin gửi lời chúc tất cả quý vị mạnh khỏe. Và chúc quý vị năm mới vạn sự như ý. Chị có gửi gắm gì cái thêm một lần nữa về chị mong muốn của chị là muốn đi hát để phụ gia đình đó. Thì cũng mong muốn là đó, cũng rất là mong muốn có theo quý vị có thể là có những cái chương trình gì đó thì có tạo điều kiện giúp cho Diễm để mà có thêm cái cần câu để mà Diễm có thể là câu được con cá, dù mặc dù cá nhỏ cá to không nói nhưng mà có con cá để cho con nó ăn nó đi học. Chẳng hạn như ví dụ như ở Đà Nẵng kêu chị có đi không? Ở chỗ nào em cũng đi được. Chị Bích Diễm khi trước là chị có hình như chị có hát để bán hàng online đúng không? Đúng rồi. Nếu như Bích Diễm mà chị gần em á, là chị hát chị bán cái thực phẩm mà đông trùng hạ thảo đó. Gần đây thì vợ em bán sản phẩm nó cũng rất là nhiều người mua, mà sản phẩm rất là tốt á chị. Nếu như thì hồi trước chị nói em là có gì đó nhờ em tạo điều kiện giúp cho chị để chị bán online kiếm thêm tiền để cho con ăn, mà cuối cùng em cũng nhiều việc quá rồi thôi chị cũng không dám gọi nữa. Mình như đợt đó phải dịch không ta, mình em vô không được. Họ nói là em có việc gì đây, cái vụ chi tên đồng bào hay cái gì đó. Vì em thì em cứ chạy em xúc rồi đó, nên là mà chị Bích Diễm trên Facebook thì chị có cái fanpage gì không? Fanpage của chị là Bích Diễm Tâm Kỳ. Bích Diễm Tâm Kỳ hả? Fanpage đó bây giờ được nhiều ái gì? Cũng được mấy trăm ca đó. Trời, mấy trăm ca dữ vậy hả? Mấy trăm ca là mấy trăm ca người vậy à? Đang lớn mà. Ủa vậy đâu phải mình nhiều dữ rồi vậy chị? Thì hồi trước nói chung là bây giờ ít tương tác thì nó không biết nó có giảm không, chứ hồi trước thì tương tác nhiều. Vậy đó hả? Chứ nó không biết có giảm không, chứ hồi trước thì cũng được lắm đó. Như mình hát mình bán hàng, bởi vì em thấy có nhiều bạn khiếm thị đó chị Bích Diễm Tâm Kỳ. Có nhiều bạn khiếm thị đó là hát bán hàng online thì giờ cũng nhiều người mua mà không biết là giờ không tương tác luôn. Buổi xưa năm mấy năm nào không tương tác nó cái giờ sao kỳ vậy, sao có trang gì lớn vậy mà sao kỳ không có tương tác mấy luôn. Đây nè, Bích Diễm Tâm Kỳ. Thôi thì năm mới chúc cho chị Bích Diễm và gia đình là mạnh khỏe nha. Rồi em cũng hy vọng rằng trong cái năm mới ha, thì sẽ mong sẽ giúp cho chị Bích Diễm có một cái công việc gì đó ha. Chứ còn bữa nay cũng cuối năm rồi. Nói chung là cũng mong là có những cái việc làm để mà có thêm cái tiền, vì cái nói thiệt mẹ là bị cái này gọi là ung thư thì bây giờ nó cũng nhiều, nó tốn kém rất là nhiều, cho nên là cũng chắc cũng phải xạ trị nhiều á. Thì cũng mong là có cái nguồn để mà lo cho mẹ thêm được ngày sống được ngày mai thì mình mừng ngày đó thôi. Rồi thôi em cũng tranh thủ thời gian đi vô thăm cha con em Vương chút ha. Cảm ơn bác Phúc ha, mình cũng tranh thủ thời gian Phúc mình đi. Cảm ơn Hải. Rồi ok, nói chung mình cố gắng thôi chứ cũng sống thấy đúng rồi, chị quá khó khăn luôn. Rồi chú chào con gái nha. Chào chú Hải ông đi, ông bà cô bác con chào đi, chào cô chú đi. Rồi và chị ha. Rồi cảm ơn em.